Em xin chào các bác ạ. Em ở bên Lương Âm Thanh thì bọn em thì chuyên cung cấp những cái sản phẩm dành cho hát karaoke, những cái thiết bị dành cho phòng hát karaoke. Thì hôm nay thì tiện một đơn hàng của bác khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Bác ấy có đặt lấy ở bên em một cái bộ sản phẩm đầu màn chọn bài cao cấp của hãng Okara. Thì trên thị trường hiện giờ và các bác là rất là thích hát karaoke, rất là thích hát karaoke. Và hát karaoke thì rất là tụ tập bạn bè hát rất là vui. Nhưng mà nhược điểm mà đa số các bác bây giờ đang hát là hát trực tiếp ở trên mạng YouTube, trên những cái tivi thông minh có hai tích hợp với YouTube. Và khi mà hát trên YouTube thì có cái nhược điểm đó là hát ở trên YouTube thì các bác lại phụ thuộc lớn vào phần mạng, về mạng nó phải ổn định. Cái nữa là khi có thể là khi hát thì có thể là chuyển sang quảng cáo, hoặc là khi hát thì là mất mạng không hát được. Thì khi mà hát như vậy thì nó rất là bực mình, và cái nữa là trên bài hát ở trên YouTube thì nó rất là hỗn tạp, nó rất là linh tinh, bài hát nó không chính thống và nó rất là hỗn tạp, khi mà các bác lựa chọn thì nó rất là mất thời gian. Đấy, thì khi mà hát như vậy mà đặc biệt là những cái hôm nào mà ở nhà mà có cuộc vui mà mời bạn bè đến hát ấy, đấy, và khi mà mạng nó xảy ra những cái vấn đề như vậy thì nó rất là bực mình và rất là buồn. Đấy, và khi đấy thì các bác sẽ sử dụng những cái bộ đầu màn chọn bài, khi mà các bác sử dụng những cái bộ đầu màn chọn bài chuyên nghiệp như này vậy thì những cái vấn đề mà hát karaoke chuyên nghiệp thì rất là tuyệt vời. Các bác sẽ hát karaoke nó rất là trôi chảy từ đầu đến cuối và không còn vấn đề là phụ thuộc vào mạng và mạng internet nữa. Và hôm nay thì đây là cái bộ sản phẩm đầu và màn chọn bài của hãng Ogara, một cái sản phẩm đầu màn chọn bài có thương hiệu, có chỗ đứng ở trên thị trường Việt Nam và được người dùng đánh giá rất là cao. Thì đây là cái đầu các bác nhé, đây là cái đầu và tích hợp bên trong là một cái ổ cứng chứa dữ liệu bài hát. Thì cái sản phẩm này các bác bình thường các bác chỉ việc cắm điện vào là các bác dùng, không cần đến mạng internet. Đấy, các bác sẽ có những cái bài hát tích hợp sẵn ở bên trong ổ cứng của thiết bị, chỉ việc cắm điện vào là dùng, và trong dữ liệu trong bài hát này thì nó cực kỳ phong phú các bác nhé. Dữ liệu bài hát thì cực kỳ phong phú, số lượng bài hát ở đây là, ở đây các bác nhé, ở đây là các bác sẽ nhìn thấy hộ em là số 1, trang trang số 1 trên tổng số là 19.088 trang, và mỗi trang có 1, 2, em bỏ qua đi. Quay lại mỗi trang của nó ở đây. Thưa các bác là mỗi một trang ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi trang có 8 bài, mỗi trang có 8 bài hát và tổng số trang là 19.088 trang. Thì các bác biết là số lượng bài hát mà tích hợp sẵn ở bên trong cái đầu này thì nó là vô cùng nhiều, vô cùng nhiều. Và chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh ở đây là chất lượng âm thanh hình ảnh rất là đẹp. Đây. Các bác sẽ nhìn ở hình ảnh ở trên TV đây ạ, nó cực kỳ sắc nét, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Thì đây là những cái dòng đầu đời cao cấp và có thế hệ mới nhất năm 2020 với tích hợp đầy đủ những cái tính năng đời mới nhất bây giờ. Đầu tiên đó là các bác chỉ việc cắm điện vào là dùng, bên trong đó là tích hợp sẵn một cái ổ cứng chứa dữ liệu bài hát và số lượng bài hát thì vô cùng là rất là nhiều, và chất lượng hình ảnh là sắc nét, âm thanh sắc nét, hình ảnh là HD, full HD và âm thanh là âm thanh 5.1, thậm chí là rất là sắc nét. Cái nữa là ngoài cái dữ liệu có sẵn ở bên trong ổ cứng của cái thiết bị này thì cái đầu này nó là thế hệ cao, nó có thể tích hợp là cả cái mạng không dây và mạng internet. Các bác chỉ việc cắm cái dây mạng LAN vào cái đầu này như các bác nhé, chỉ việc cắm cái dây mạng LAN vào cái thiết bị đầu đấy ạ, cắm dây mạng LAN vào, hoặc là các bác có thể là bắt wifi. Thì với cái trường hợp là các bác cắm lên dây mạng LAN hoặc là bắt wifi với có tín hiệu mạng thì các bác sẽ ngoài cái dữ liệu ở bên trong ổ cứng thì các bác có thể hát online. Đây là cái giao diện ở ban đầu các bác nhé. Đây, nếu mà các bác hát bài hát ở trong ổ cứng thì các bác ấn vào phần này và gõ tên bài hát muốn tìm kiếm ra. Cái nữa là các bác muốn hát trực tiếp hát online ở YouTube, các bác ấn vào phần online này, phần YouTube. Đấy, thì các bác sẽ hát bài hát ở trên YouTube, trực tiếp ở trên YouTube. Và ngoài những cái bài hát ở trên YouTube này ra thì các bác có thể là xem những chương trình giải trí trực tiếp ở trên YouTube. Đấy, thì trên YouTube này thì nó là một cái kho video rất là khổng lồ, rất là phong phú. Các bác có thể là xem những chương trình hài kịch, xem những cái bộ phim, hát karaoke, hoặc là chỉ là đơn thuần chỉ là nghe nhạc. Đấy, thì nó rất là phong phú, trên YouTube thì nó rất là phong phú. Và đây là những cái dòng đầu màn cao cấp, thành ra là chạy nó rất là mượt mà các bác nhé. Chạy nó rất là mượt mà. Ví dụ em sẽ chọn một cái bài ở đây, chọn cái bài đây và sẽ chuyển sang cái bài đấy để chạy ở YouTube các bác nhé. Đây, em sẽ ấn qua bài. Đây thì video nó sẽ chạy ngay các bác nhé, video nó sẽ chạy ngay. Thì với cái cấu hình của con này thì là rất là khỏe, vì nó là những cái dòng mà đời mới nhất năm 2020.
À, đây các bác sẽ nhìn cái mặt phay nhôm của cái đầu. Đây là cái đầu các bác nhé. Đầu này thì chứa dữ liệu cứng và tất cả những cái phần cứng thao tác ở trên đầu là cái phần quan trọng nhất của đầu. Đấy, Okana, và mã sản phẩm của con này là M10i. Đấy, một cái dòng cao cấp và chạy rất là mượt mà. Đấy là YouTube các bác nhé, chạy YouTube thì YouTube rất là phong phú. Còn bài hát ở trong tích hợp sẵn ở bên trong ổ cứng, các bác chỉ việc cắm điện là các bác có thể là chọn bài hát này. Đấy là chọn theo tên bài hát, hoặc là các bác có thể chọn theo tên cả ca sĩ. Đấy, theo tên của ca sĩ, các bác muốn hát của ca sĩ là các bác vào phần của ca sĩ đấy thì tất cả những cái bài hát do ca sĩ đấy thực hiện là thì nó hiện lên, Đấy. Và cái nữa là cái con này nó có thêm một cái tính năng rất là mới, rất là hay, đó là hàng tháng ở công ty người ta sẽ sản xuất một số những bài hát mới, độ khoảng trên dưới 200 bài hát mới. Đấy, người ta mua ở tác giả tác phẩm và người ta sẽ upload lên cái server của hãng. Thì các bác khi mà mua cái đầu máy này thì các bác chỉ việc ở nhà các bác cắm dây mạng vào và các bác sẽ download tự động những cái bài đấy về. Đấy, thì download tự động như nào? Các bác chỉ cần ấn vào phần bài mới. Vào phần bài mới và nó sẽ hiện tất cả những cái bài hát mà mới mà chưa các bác chưa download về máy. Thì những cái bài hát mới thì nó sẽ có cái hình như này các bác nhé. Hình mũi tên như này. Đấy, các bác muốn download các bác chỉ việc ấn vào đây và các bác đồng ý tải. Đây là tải. Đấy. Và các bác sẽ để ý hộ em một lúc ở đây là thì trên này nó sẽ thông báo là cái số lượng phần trăm. Đấy, các bác sẽ nhìn nó chạy là tốc độ phần trăm gọi là rất là khủng khiếp luôn các bác nhé. Tốc độ download cực kỳ khủng khiếp luôn các bác. Chạy cực kỳ khủng khiếp luôn. Đấy, các bác sẽ thấy một bài hát nó tải một cái tốc độ cực kỳ khủng luôn. Đây, nhảy phần trăm ấy. Em chưa thấy con đầu là một cái tốc độ mà download nó như cái con này. Cực kỳ khủng luôn, 100% luôn, bài hát đã được tải về. Đấy. Và ấn tiếp bài thứ hai, em để ý sao các bác để ý ở đây xem cái tốc độ download của nó cực kỳ khủng luôn các bác nhé. Đấy, chờ một lúc và nó download ở server này. Đấy, các bác sẽ nhìn cái phần trăm download của nó cực kỳ khủng không? Đấy, phải nói là cái con này thì tốc độ download của nó em thấy nó là đứng đầu trong tất cả những cái sản phẩm mà karaoke đầu màn chọn bài karaoke, thì con này em thấy là cái khả năng download của nó vượt trội luôn. Cực kỳ nhanh. Và cảm ứng ở con này cực kỳ mượt. Các bác sẽ nhìn cái màn hình cảm ứng các bác nhé. Ở đây thì em đang test cho khách thì em chưa cái lắp cái chân vào. Còn nếu mà các bác mà mua cái sản phẩm thì các bác sẽ để ý ở đây ạ. Để ý ở đây thì khi mà sản phẩm nó lên thì cái màn hình cảm ứng nó sẽ như này các bác nhé. Đấy, nó sẽ có một cái chân như này. Còn đây đây em test đơn hàng để em gửi đi cho bác khách thì em để như này và tí em sẽ đóng thùng đi cho nó nhanh. Và ở đây thì nó có rất nhiều ngôn ngữ, giao diện ngôn ngữ này. Đấy, có rất nhiều luôn, rất nhiều. Ví dụ như là Korea, Anh này, Thái Lan này, Singapore đều có hết các bác nhé. Rất nhiều thứ tiếng. Đấy, thì cái con này là một cái dòng đầu cao cấp, có rất nhiều tính năng. Và em giới thiệu một số tính năng nữa là rất là hay. Đó là ngoài cái tính năng này thì các bác có thể là sẽ sử dụng chọn trên bài trên điện thoại di động, một cái tính năng cực kỳ tuyệt vời. Có nghĩa là một số những cái bác mà sử dụng ở gia đình, các bác không mua màn hình cảm ứng và các mua chỉ mua cái đầu này không thôi, thì các bác có thể là mua chọn bài trên điều khiển từ xa. Đây là một cái điều khiển từ xa mà hãng người ta kèm theo ở sản phẩm. Thì các bác không cần mua màn hình cảm ứng và các bác sẽ chọn trên điều khiển từ xa như này. Chọn trên chiếc điều khiển từ xa như này và chiếc điều khiển từ xa này rất là to, chữ cái rất là to, chọn nó rất là dễ. Và một cái nữa rất là hay, rất là tuyệt vời nữa là các bác sẽ có một cái ứng dụng, mà sẽ chọn bài trên điện thoại di động. Đầu tiên là các bác sẽ dùng cái điện thoại thông minh và các bác sẽ tải một cái app, chọn bài. Một cái app chọn bài đây ạ, là điều khiển Ogala. Đây ạ, điều khiển Ogala. Các bác download cái ứng dụng này về. Sau khi download cái ứng dụng này về, các bác sẽ dùng cái điện thoại này kết nối với cả cái wifi. Cái wifi do cái đầu này nó phát ra. Sau khi kết nối xong thì các bác sẽ bật cái ứng dụng lại. Đây ạ. Bật cái ứng dụng này lên. Bật cái ứng dụng này lên và trên cái ứng dụng này các bác có thể là thao tác chọn bài, tua bài, lấy bài các bác nhé. Đây ví dụ em bài chọn bài chim trắng mồ côi. Đấy. Em đã chọn bài chim trắng mồ côi nhé các bác nhé. Và ở trên màn hình nó đang hát này. Và bây giờ em sẽ ấn tua bài các bác nhé. Ấn tua bài, ấn qua bài này. Ấn phần qua bài. Đấy, các bác sẽ lập tức ở trên TV nó sẽ chuyển bài. Đấy, vừa rồi thì em sẽ chọn rất là nhiều bài rồi. Và bây giờ em sẽ... đây các bác sẽ nhìn hình ảnh ở trên TV không? Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Hình ảnh cực kỳ là sắc nét, cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ thì em sẽ dùng cái điện thoại di động, em sẽ chọn một cái bài nhé. Ví dụ như Huế tình yêu của tôi chẳng. Huế tình yêu của tôi. Thì trên chiếc điện thoại di động thì các bác chỉ cần gõ tắt chữ cái thôi nhé. Gõ tắt chữ cái, các bác không cần gõ cả tên bài hát mà các bác chỉ cần gõ tắt chữ cái thôi. Vừa rồi thì em gõ sai một chữ cái. Bây giờ các bác ví dụ em bác gõ chữ Huế tình yêu của tôi các bác nhé. Các bác nhìn đấy ạ. Huế là chữ H này, tình là chữ T này,
yêu là chữ y đây, các bác sẽ nhìn chữ cái đây các bác nhé. Đấy, Huế tình yêu của tôi. Đấy, thì cái lập tức nó sẽ ra bài này ra, Huế tình yêu của tôi, em sẽ chọn vào đây ạ. Huế chọn vào đây. Đấy, thì nó sẽ ghi là đã chọn bài hát này, thì những cái bài hát là đã chọn này nó sẽ nằm trong dục mục mà bài hát chờ. Các bác sẽ nhìn cái màn hình này, các em sẽ chuyển bài này. Em sẽ chuyển bài vào cái màn hình này, nó sẽ chuyển sang bài khác. Ở màn hình trên TV nó sẽ chuyển sang bài khác các bác nhé. Đấy. Và bây giờ em sẽ hát bài Huế tình yêu của tôi nhé. Trong quá trình hát thì các bác có thể chọn rất nhiều bài và các bác sẽ vào phần đã chọn này. Đấy, và các bác muốn cái bài Huế tình yêu của tôi các bác chọn sau, nhưng mà các bác muốn hát trước các bác ấn vào đây. Và các bác ấn vào phần ưu tiên. Có thể các bác sẽ chọn rất nhiều bài hát và các bác ấn vào đây các bác nhé. Ấn vào đây và phần ấn vào phần ưu tiên. Thì ưu tiên có nghĩa là nó sẽ ngay cái bài hát này nó sẽ hát luôn cái bài đấy, có nghĩa là các bác hát chọn sau nhưng mà các bác có thể hát trước. Đây em sẽ tua bài thì nó sẽ ra cái bài Huế tình yêu của tôi luôn ạ. Đây các bác sẽ nhìn ở trên TV nó sẽ chạy bài Huế tình yêu của tôi. Thì trên chiếc điện thoại di động này nó có vô số những cái tính năng rất là hay. Đấy, thì toàn bộ những cái tính năng này thì có trên màn hình cảm ứng và các bác sẽ chọn bài trên điện thoại di động. Thì cái tính năng này nó rất là tuyệt vời, đó là những cái dòng đời cao. Đấy, các bác có thể là chỉ cần mua cái đầu này không thôi và các bác về các bác sẽ dùng điện thoại di động để các bác chọn bài. Thì trên chiếc điện thoại di động này các bác có thể là ngồi trên tầng 2 hoặc là ngồi ngoài sân vườn, nhưng mà các bác có thể là điều khiển những cái bộ âm thanh ở ngoài phòng khách, tua bài, lách bài và chọn bài hát bài nào, âm lượng ra sao thì là rất là tuyệt vời. Đấy là những cái dòng cao cấp này thì nó có những cái tính năng rất là tuyệt vời các bác nhé. Đấy. Và trên cái điện thoại di động này thì nó có một số những cái thao tác, ví dụ như các bác có thể là thiết lập lời chào ở trên TV. Ví dụ như em đang sử dụng cái lời chào là ví dụ như các bác chờ nhé, chờ một lúc thì sẽ cái lời chào nó sẽ hiện lên. Đây em sẽ quay lại cái lời chào này. Các bác sẽ nhìn thấy hộ em nhé. Đây ạ, có chữ lương âm thanh này. Đây là lời chào cũng như là cái vấn đề quảng cáo nhé. Lương âm thanh, chúng tôi là một đơn vị cung cấp thiết bị âm thanh karaoke. Đây em sẽ ghi ở trên TV, nó sẽ chạy ở trên TV. Và cái này thì các bác có thể thay đổi được. Và đây em sẽ quay qua cái hình thức của cái hai cái sản phẩm này. Đầu tiên đó là cái màn hình cảm ứng các bác nhé. Màn hình cảm ứng ở đây thì là màn hình cảm ứng nó rất là mượt mà. Đấy, và nó rất là dày dặn và chắc chắn các bác nhé. Đấy, tem đây là tem bảo hành này các bác này, thằng chính hãng Okara này. Đấy, màn hình cảm ứng đấy ạ. Và các bác sẽ nhìn cái hình màn hình cảm ứng đấy, nó rất là sắc nét luôn. Tiếp đến đây là cái đầu các bác nhé. Đây là cái đầu. Đầu này thì mặt trước là mặt phay nhôm màu vàng. Công tắc nguồn này. Đây là một số những cái đèn thông báo trạng thái. Đây là những cái đường thông báo kết nối. Và đây là mã sản phẩm, tên Okara và mã sản phẩm là M10i. Trên lóc sản phẩm đó là một cái tem rất là to luôn các bác nhé. Đây là tem chứng nhận là trung tâm bảo vệ quyền tác giả tác phẩm. Đây là cái vấn đề là phần quyền tác giả tác phẩm, nó có nghĩa là cái công ty Okara này người ta đã mua tất cả những cái bài hát mà có sẵn ở bên trong ổ cứng này. Và các cái bài hát về sau người ta cung cấp cho các bác thì là người ta đã mua bản quyền. Đấy, thì các bác sử dụng nó rất là an tâm, rất là an tâm. Nó là có mua được bản quyền của tác giả tác phẩm. Thành ra những cái bài hát nó là chất lượng là full HD và chất lượng gốc. Đấy, hình ảnh và âm thanh nó rất là hay. Và bên cạnh đây là một cái tem bảo hành luôn các bác nhé. Một cái tem bảo hành hàng chính hãng luôn. Đấy, rất là đầy đủ thông tin. Và đây là số hotline của công ty các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay phía mặt sau của máy. Bây giờ em sẽ rút máy ra và em sẽ quay phía mặt sau của máy. Phía mặt sau của máy thì dây dợ ở đây thì nó cũng rất là đầy đủ với tất cả những cái tính năng đời mới nhất bây giờ. Đây, em sẽ đưa ra cái chỗ sáng hơn để em quay cho các bác. Phía mặt trước thì em quay rồi. Phía mặt sau, đầu tiên nó là đường điện nguồn 220 vào này. Và đây là hai cái đường tín hiệu mạng LAN, đường tín hiệu mạng Internet thì các bác có thể cắm ở đây. Và các con này có thể là các bác cắm cái nguồn điện 12V cũng được, nó sử dụng 220V cũng được, hoặc là các bác có cái adapter 12V cắm ở đây cũng được. Tiếp đến là cái cổng USB. Cổng USB này thì nó rất là tuyệt vời cho những anh em đi làm sự kiện. Cho những anh em đi làm sự kiện, người ta có những cái nhạc beat của ca sĩ và người ta sẽ lạp vào USB, có những cái video hoặc là những cái nhạc MP3 lạp vào USB và các bác sẽ cắm vào đây và sẽ phát ra những cái bộ âm thanh. Thì cái này nó rất là tuyệt vời cho những anh em đi làm sự kiện, một là làm những cái đám cưới mà người ta có những cái video ảnh cưới thì chỉ việc cắm cái lạp vào USB và cắm vào đây để phát những cái video ảnh cưới, hoặc là anh em đi làm sự kiện mà có những cái ca sĩ người ta có những cái beat riêng, người ta lạp sẵn vào USB rồi. Đấy, lắp sẵn vào USB rồi và chỉ việc cắm ở đây thôi để mà phát cái beat đấy lên để cho ca sĩ người ta hát. Tiếp đến đây là cái cổng HDMI các bác nhé.
cổng HDMI này là đưa một cái tín hiệu âm thanh và hình ảnh rất là sắc nét lên TV, sắc nét TV với Full HD. Cái lấy đây là cái đường VGA để kết nối với cả màn hình cảm ứng. Tiếp đến đây là cái con này thì nó rất là hay là nó có đường optical. Đường optical đấy các bác nhé. Đường optical. Đây là đường giải mã tín hiệu quang học. Thì với cái đường tín hiệu này thì đưa ra một đường tín hiệu âm thanh nó rất là sắc nét, rất là rõ ràng. Và nó không bị can nhiễu bởi những cái sóng điện từ xung quanh môi trường. Tiếp đến đây là cái đường AV bình thường, đường hình bình thường. Và đây là hai đường kênh trái, kênh phải của đường AV, đường tiếng. Và đây là một số những cái cổng cắm đường tín hiệu vào và tín hiệu ra. Và cái cổng màu đen này là cổng cắm của cái màn hình cảm ứng, dây key của màn hình cảm ứng. Và đây là cái tem của seri máy. Tiếp đến đây là cái dâu này các bác nhé. Cái dâu này là dâu để thu hoặc phát wifi. Trong trường hợp là các bác sử dụng điện thoại để điều khiển cái đầu này thì cái dâu này nó làm nhiệm vụ đấy, hoặc là các bác bắt tín hiệu wifi để vào mạng internet đấy, thì đằng sau cái đầu này rất đầy đủ tính năng. Thì đây là một tiện một cái đơn hàng của bác khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và em tổng kết lại là cái sản phẩm này các bác nhé. Đầu tiên đó là một cái dòng sản phẩm đầu màn chọn bài cao cấp đến từ thương hiệu Ogara. Thì cái sản phẩm này thì được những người dùng đánh giá rất là cao về cái chất lượng, và cái con này thì chạy mạng cũng như là chạy nó rất là ổn định. Và em tổng kết những cái tính năng chính của con này thì đầu tiên đó là bên trong thiết bị nó tích hợp sẵn một cái ổ cứng với dung lượng bài hát cực kỳ khủng, và bài hát ở đây được mua bản quyền và có cái chất lượng hình ảnh là sắc nét nhất là cái ở cái video gốc của ca sĩ người ta thu đấy, thì hình ảnh rất là sắc nét. Các bác chỉ việc cắm điện là dùng, và dữ liệu bài hát thì rất là khủng. Tiếp đến là ngoài những cái dữ liệu có sẵn ở bên trong ổ cứng thì các bác có thể là hát trực tiếp ở mạng online. Các bác chỉ việc cắm dây mạng internet vào cái đầu này, hoặc là bắt wifi, và các bác có thể từ đó các bác có thể là lên mạng ở YouTube để hát trực tiếp ở YouTube với những cái chương trình giải trí ở YouTube thì rất là phong phú. Tiếp được nữa là con này có chế độ là giao tiếp không dây với điện thoại di động. Có nghĩa là các bác không cần dùng đến màn hình cảm ứng, và các bác chỉ cần mua cái đầu này không thôi. Và về các bác sẽ dùng cái điện thoại di động và các bác sẽ cài một cái app lên, và các bác sẽ trên điện thoại di động này các bác có thể là chọn tất cả những cái bài hát và tất cả những cái thao tác tua bài, lấy bài, chọn bài và to nhỏ tiếng ở trên điện thoại di động, điều khiển từ xa luôn bằng điện thoại di động, điều khiển cái đầu này từ bằng điện thoại di động. Đấy, và ngoài ra các bác cũng có thể là sẽ dùng bằng điều khiển từ xa kèm theo máy. Đấy ạ, thì rất là tiện. Một cái đặc điểm nữa là rất là hay nữa là ở công ty người ta sẽ cung cấp cho các bác những bài hát mới. Bình thường thì hàng tháng ở công ty người ta sẽ mua được khoảng 200 bài hát mới của ca sĩ có bản quyền, và người ta up lên server của hãng Ogara, và các bác chỉ việc cắm dây mạng vào và các bác download miễn phí những cái bài hát đấy về. Rất là hay. Và thêm một cái tính năng nữa là rất là tuyệt vời, đó là con này nó có thể đọc những cái dữ liệu ở USB. Dọc được dữ liệu USB dành riêng cho những anh em đi làm sự kiện để đọc những cái video ảnh cưới hoặc là những cái nhạc beat của ca sĩ người ta mang theo, rất là tuyệt vời. Đấy thì tiện một đơn hàng thì em giới thiệu cho các bác cái sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm các bác nhé. Đây gồm một cái đầu này các bác, một cái đầu đấy ạ. Đây là hộp của thiết bị các bác nhé. Đây là cái đầu này các bác này. Đây là cái đầu chạy ổ cứng, tích hợp ổ cứng. Và đây là cái màn hình cảm ứng. Đây là cái màn hình cảm ứng. Về sau thì các bác lắp cái màn hình cảm ứng lên nó sẽ là hình dạng nó như thế này. Còn ở đây thì em cái đơn hàng này thì em test cho các bác khách, thì em để nguyên như này để gửi đi cho bác ấy. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Và ngoài cái thiết bị này thì bên em còn cung cấp rất nhiều những cái thiết bị mà dành riêng cho những cái phòng hát karaoke. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên lạc bên em. Sản phẩm thì rất là nhiều và rất là phong phú về chất lượng và số lượng. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video, và các bác theo dõi video thì nhớ ấn nút đăng ký kênh của Lương Âm Thanh để ủng hộ em. Dưới mỗi đoạn video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ, các bác nhớ ấn một nút đăng ký để ủng hộ kênh của em và đăng ký kênh em xem những cái video sớm nhất, những cái video em mới phát hành với những cái sản phẩm mới. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác.